dấu hiệu cảnh báo bạn ăn quá nhiều thịt. Thịt là một trong những thực phẩm quen thuộc trong mọi bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều thịt có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi bạn ăn quá nhiều thịt, bạn sẽ thấy một số dấu hiệu sau của cơ thể. Cảm thấy buồn ngủ. Thịt là loại thực phẩm giàu protein. Protein có tác dụng mang lại năng lượng lâu dài. Vì vậy, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi chế độ ăn nhiều thịt thực sự khiến bạn uể oải. Trong khi protein cần thời gian dài để tiêu hóa, nó sẽ không thể cung cấp năng lượng tức thời cho cơ thể. Vì vậy, não bộ có thể kém hiệu quả và tạo cảm giác buồn ngủ cho người ăn nhiều thịt. Da và tóc xấu xí. Nếu ăn quá nhiều thịt, bạn sẽ bỏ qua nhiều nhóm dinh dưỡng từ các thực phẩm khác như rau củ, trái cây, vitamin C hiếm khi tìm thấy trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Vì vậy, ăn quá nhiều thịt có thể làm tăng nguy cơ thiếu vitamin C. Trong khi đó, loại dưỡng chất này đóng vai trò hình thành collagen nuôi dưỡng tóc, móng, da. Thiếu collagen, da trở nên thô ráp, sần sùi. Bạn dễ bị ốm hơn. Da, tóc không phải là những nơi duy nhất cảnh báo cơ thể thiếu vitamin C. Nó còn khiến cơ thể dễ mắc các loại bệnh do hệ miễn dịch suy yếu. Do đó, nếu hay bị bệnh vặt và cơn cảm lạnh đeo bám dai dẳng, bạn nên ăn ít thịt. Thay vào đó, bổ sung các món giàu vitamin C. Táo bón. Thịt thường không chứa chất xơ nên ăn chúng quá nhiều và ít thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ dễ gây táo bón và nhu động ruột. Ưu tiên ăn rau củ quả là một trong những cách tốt nhất để bổ sung chất xơ và các chất dinh dưỡng tuyệt vời của chúng. Gây nguy hiểm cho tim mạch. Một lợi ích khác của chất xơ là nó giúp cơ thể hạn chế hấp thụ cholesterol, bảo vệ tim mạch. Các loại thịt đỏ và thịt chế biến chứa nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng lượng cholesterol xấu LDL, dẫn đến tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch như xơ vỡ động mạch, nhồi máu cơ tim. Dễ bị xoài thận. Chế độ ăn quá nhiều protein có thể gây tổn hại cho thận. Protein có nguồn gốc động vật chứa nhiều một hợp chất gọi là lipoprotein, có thể phân hủy thành axit uric. Quá nhiều axit uric sẽ làm tăng nguy cơ bị xoài thận. Hầu hết mọi người sẽ không gặp khó khăn để phá vỡ protein trong cơ thể. Tuy nhiên, những người có tiền sử gia đình bị thận nên thận trọng khi ăn nhiều thịt. Tăng cân. Cơ thể cần protein để tái tạo cơ bắp, nhưng thịt còn chứa nhiều calo, chất béo bão hòa, dẫn tới tăng cân và béo bụng. Người tăng cân dễ mắc bệnh xơ vỡ động mạch, tăng huyết áp, đau xương khớp. Tăng nguy cơ ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn nhiều hơn 510g thịt đỏ mỗi tuần có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, ăn thịt chế biến thường xuyên, dù ít, có thể dẫn đến ung thư dạ dày và đại trực tràng. Nguyên nhân là thịt chứa nhiều chất béo bão hòa, cần nhiều thời gian để tiêu hóa, dễ gây tổn thương thành ruột, dẫn tới ung thư đại tràng. Dễ bị mất nước. Do sự gia tăng của axit uric từ việc xử lý protein trong thịt, bạn có thể thấy khát nước nhiều hơn, thận cần nhiều nước hơn để pha loãng những chất thải độc hại đó. Khi đó, cơ thể sẽ loại bỏ nước ra khỏi cơ thể nhanh chóng, dẫn đến mất nước. Vì vậy, bạn cần uống nhiều nước để tránh nguy cơ này. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Rất mong quý vị ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe. Nếu có ý kiến đóng góp, vui lòng comment dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.